Mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Bên Đề Minh Lợi. Ở video ngày hôm nay, Trang Bên Đề Minh Lợi sẽ chia sẻ đến các bạn tôi dạo top 5 mẫu tranh treo hợp phong thủy giúp gia chủ tiền bạc lai láng, sức khỏe cùng tráng. Mời cả nhà cùng đón xem nhé. Những người tuổi Dậu là những người chăm chỉ, siêng năng, có khả năng làm việc bền bỉ. Họ là những người có chính kiến và sẵn sàng bày tỏ ý kiến của mình với người khác. Người tuổi Dậu là người nổi trội và nổi bật giữa đám đông. Họ được yêu mến và có khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Người tuổi Dậu thường có lòng thương người, sống tình cảm, nên đôi khi hay gặp các vấn đề có yếu tố xúc động mạnh. Vì vậy, hãy nên lựa chọn những bức tranh phong thủy để tăng điểm mạnh, giảm điểm yếu. Chúng ta cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, chính là top 5 mẫu tranh treo hợp phong thủy cho người tuổi Dậu. Đầu tiên là tranh hình con gà. Do người tuổi Dậu cầm tinh con gà nên các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn tranh treo phong thủy có hình con vật này. Trong đó, bức tranh gà được yêu thích nhất và phổ biến nhất phải kể đến tranh Phú Quý Đại Cát. Đây được xem là biểu tượng cho sự thịnh vượng và khát vọng đi lên. Thứ hai là tranh hoa hướng dương. Loài hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh mặt trời, chân lý. Bởi vậy, trong quan điểm dân gian, nó chính là đại diện cho sự chung thủy, trung quân và hiếu nghĩa. Thứ ba là tranh con chim phượng hoàng. Chim phượng hoàng vốn là con vật nằm trong bộ tứ linh, long lân quy phụng. Từ xa xưa, chúng được xem là vua của các loài chim và biểu tượng cho khả năng hồi phục thịnh vượng. Nếu trong căn nhà của gia chủ tuổi Dậu có sự hiện diện của bức tranh chim phượng hoàng sẽ giúp dòng tiền tài vận lưu thông mạnh mẽ. Trong đó, bức tranh phong thủy có hình chim phượng hoàng đậu trên hoa mẫu đơn là dòng sản phẩm đang được rất nhiều người yêu thích hiện nay. Đây được xem là sự lựa chọn phù hợp đối với gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư là tranh Tam Dương khởi thái. Tam Dương khai thái là mở ra vận hội mới, thái bình tốt đẹp. Bức tranh là hình tượng hai con gà tương đối giống nhau, đứng đối xứng. Trên lưng hai con gà là hình mặt trời đỏ, cũng là một trong những bộ phận của con gà. Bức tranh này được cho là có ý nghĩa rất tốt đẹp. Chính vì thế, nhiều người chọn mua tranh Tam Dương khai thái để treo trong nhà với mong muốn bản thân và gia đình có được sự may mắn, vượng khí hanh thông. Chọn lựa một bức tranh đẹp để treo trong nhà không chỉ có ý nghĩa tốt mà còn mang đến giá trị thẩm mỹ lớn cho ngôi nhà của bạn. Thứ năm là tranh Bách Điểu Triều Phụng. Tranh Bách Điểu Triều Phụng là một trong dòng tranh quý thường được sử dụng bởi các vương tôn quý tộc ngày xưa để khẳng định vị thế và vai trò của mình trong xã hội. Dòng tranh này được hình thành từ điển tích chim phượng hoàng trở thành vua của các loài chim. Theo truyền thuyết cổ, khi chim phượng hoàng trở thành vua của các bách điểu, thì hàng năm tất cả các loài chim đều phải đến để chầu vua của mình và mỗi loài chim sẽ dâng lên một chiếc lông để may thành bộ áo cho vua là chim phượng hoàng. Các thợ vẽ dân gian đã dựa theo điển tích này để tạo nên bức tranh Bách Điểu Triều Phụng. Bức tranh này phù hợp với chế độ phong kiến ngày xưa khi vua là trung tâm và mọi người phải thần phục. Ngày nay, ý nghĩa đó không còn phù hợp nữa mà mọi người thường dùng nó như để khẳng định vị thế của mình trong công việc và xã hội, để nhận được sự kính nể và tôn trọng từ người khác. Gia chủ tuổi Dậu treo tranh Bách Điểu Triều Phụng sẽ giúp vợ chồng hòa thuận, sự nghiệp hanh thông, địa vị tôn quý, con cháu xung vầy, hòa mục, đỗ đạt thành công. Mong rằng qua những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho các bạn tuổi Dậu có cho mình những kiến thức bổ ích trong việc lựa chọn tranh treo phù hợp. Để tìm hiểu sâu hơn về cách lựa chọn tranh treo hợp phong thủy theo ngũ hành, thì hãy truy cập vào đường link ở bên dưới phần mô tả video nhé. Ở video tiếp theo, Trang Bên Đề Minh Lợi sẽ chia sẻ đến các bạn tuổi Tuất những mẫu tranh treo phù hợp. Đừng quên ấn like, share cũng như là đăng ký kênh YouTube của Trang Bên Đề Minh Lợi. Kiến thức tại video được chúng mình tham khảo và tổng hợp nhiều nguồn từ internet. Xin chào và hẹn gặp lại.